Lượt trận thứ 5 với hai bảng đấu tử thần. Không còn chỗ cho những sai lầm. PSG Liverpool có thể đòi lại món nợ đã vay. Napoli sao đỏ Belgrade, chủ nhà phải thắng để giữ vững ngôi đầu. Gay cấn và hấp dẫn. Tottenham Inter, cuộc chiến sống còn cho tấm vé còn lại. PSV Barcelona, danh dự của đội chủ nhà. 4 trận cầu đinh trong cùng một khung giờ. Đỉnh cao Champions League duy nhất trên K cộng. Heineken, Pepsi, nhà tài trợ của UEFA Champions League hân hạnh mang đến bạn chương trình này.